Hồng An chào cả nhà. Và hôm nay Hồng An xin chia sẻ anh em một con Supreme đầu ET đời 201. Và con xe này là cũng là một con xe là cho anh em mình chơi đam mê sưu tầm nha anh em ha. Nói chung một con xe cái dòng này 201 đầu ET rất là hiếm nha anh em. Nhưng mà Hồng An lựa cho anh em những con xe thì nói chung là nó đã là một con xe cũ rồi anh em ha. À, trước tiên thì Hồng An luôn chú trọng về máy. Thì những cái phần máy móc thì anh em mua thì yên tâm, được Hồng An bảo hành 20.000 cây. À, là máy là phải máy nguyên, đầu nồi chưa chạm nha, máy là phải êm như xe điện và nhích ra là bye bye nha anh em ha. Chứ không phải mua những con xe về máy nguyên chứ về chạy không nổi. Nó yếu, nó bị hú, bị xè, bị róc, bị kêu cho anh em. Máy là như xe điện hết ha, tất cả các xe Hồng An bán cho anh em đều được sàng lọc những cục máy rất là đỉnh và chất. Và ở ngoài phụ kiện thì nó cũng có chày, cũng có bị dợp, bị bung vì là xe cũ theo năm tháng. Nhưng mà cái giá trị thì những cái bị lỗi thì Hồng An sẽ bán nó giá nó bớt. Và những con xe mà dàn ngoài nó đẹp, nó chuẩn thì giá trị nó cao, thì cái giá thành nó cũng sẽ đi đi theo cái chiếc xe đó. Chứ mà nó bị lỗi thì mình sẽ bán theo cái giá bị lỗi, nên ra cái giá trị xe nó sẽ thấp xuống một tí. Còn giá mà nó đẹp, nó hoàn hảo hết thì cái giá trị nó sẽ đi được nâng lên đó. Thì bù qua sức lại tiền nào của nấy nha anh em. Nhưng mà yên tâm về chất lượng nha anh em ha, chất lượng máy móc, cái chiếc xe rất là chuẩn nha anh em. À, thì hiện tại con xe này Hồng An sẽ bán cho anh em một cái giá rất là tương đối là chuẩn ha, đời 201, cắm móc là vẫn còn đẹp nha anh em, vẫn còn màu, máy là như xe điện ha, máy đang nổ đó anh em. Là quay trực tiếp luôn nha anh em ha, không có một tiếng động lạ đâu anh em. Hồng An lấy cái chìa khóa gõ vậy cho anh em nghe nè. Nếu mà cái tiếng động mà nó không chuẩn, Hồng An gõ nó tiếng khác nha nè. Đó, để chứng tỏ là mình quay là quay trực tiếp cho anh em ha, không có gắn lo giảm âm thanh gì nha anh em, trực tiếp. Đó, mà tiếng máy đang nổ nha anh em. Chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi là nó đã có tiếng rồi ha. Rồi, xe này là nói chung là bây giờ là trước tiên Hồng An sẽ báo cái giá là 40 triệu nha anh em, 40 triệu. Và xe này nó bị những cái lỗi gì anh em? Trước tiên Hồng An sẽ xin báo cái lỗi trước cho anh em ha. Để anh em mình chấp nhận mình chốt xe này thì mình chơi. Đó. Trước bàn thờ mỏ về cặp phụ cục zin, nhưng mà nó sốc, nó xấu anh em ha, cục zin nha. Và cặp lốc bên nồi, phần trên anh em ha, phần dưới đẹp. À, ngoài ra là ok. À, không có lỗi làm gì hết, chỉ có 4 lỗi vặt đó anh em. À, thì anh em nào muốn chốt con xe này, Hồng An sẽ giải quyết xử lý cho anh em luôn đó. Hồng An sẽ bắn dặm lại, xử lý lại giải zin ha, phần trên anh em ha, phần dưới vẫn để nguyên. Và mình sẽ dặm lại cái phần này, và dặm lại cặp phục trước, dặm phần ngoài thôi anh em ha, phần trong để nguyên cho nó đẹp xe. À, như vậy thôi anh em, nó rất là đơn giản, không có gì vấn đề là mà nó khó khăn đâu anh em ha. À, dặm sơ những cái chỗ đó là một chiếc xe rất là đẹp rồi. À, và những cái lỗi nhỏ nhỏ thì không đáng kể ha, mà dặm cái chiếc xe và cái cục máy phụ tùng theo xe anh em. Rồi, trước tiên Hồng An sẽ quay cái thùng xăng cho anh em nha anh em. Để yên còn anh em, giá yên có bấm nha anh em ha. Thùng xăng lớn rất đẹp. Xe này Hồng An chưa rửa nha anh em ha, lấy về là chia sẻ luôn. Cản zin theo xe anh em, không té ngã, rất đẹp. Chiếc xe mộc
cuộc cuộc chưa dấu mỡ nha anh em ha, hai bên rất là dơ anh em ơi. Xăng zin nè, nói chung xe này được cái dàn tem áo đẹp đó anh em, tem áo đẹp lắm, tem thẳng băng luôn ha. Tem này nói chung là mua là tương đối là khó nha anh em, những cái bộ tem 201 này kiếm khó lắm nha, không có dễ có đâu. Đời này tem rất là đẹp và rất là hiếm anh em ha, hiếm có lắm. Được cái dàn nhũ tem đẹp là trước tiên là mình đã thấy là cảm thấy ok rồi anh em. Rồi mình kiếm cái đầu cho anh em, quay cái đầu cho anh em ha nè. Trước tiên là một cái cùm, cùm đẹp lắm anh em. Tại Hồng An để cái bạc nó hơi tối anh em ha, thông cảm nha anh em. Cặp cùm zin nè, bao tay zin, kiến zin vẫn còn à, không có bay không bạc nha anh em ha, nhìn là biết rồi. Những cái cùm mà đi nhiều á nó sẽ bạc hết nha anh em ha, không có lý nào mà để bạc đâu anh em à. Cùm là rất quan trọng, một chiếc xe ít đi nhiều, nhìn cái cùm mình hiểu rồi nha anh em à. Kể cả tay thắng luôn ha, theo xe anh em chóa đèn chụp đèn theo xe hết ha. Cặp gương anh em rất đẹp, phía màu lính luôn anh em à, chóa đèn ok ha, không có nứt bể, mặt nạ xi đẹp luôn nha anh em. Cản nè, cản đẹp, ba ga đẹp à. Sườn ok luôn anh em, chẳng ba chén cổ chưa mở nha anh em, chưa mở chưa canh chỉnh anh em ha, sườn là như mới luôn. Phục trước thì khỏi nói rồi ha, chạy nha anh em, xe này cặp phục hơi bị xấu nha, bù lại vàng áo vàng nhựa đẹp lắm anh em, ốc cọc cờ anh em ơi, vàng ươm bảy màu. Xe chưa rửa gì hết nha anh em ha, mới lấy về là gỡ bẩn ra chia sẻ cho anh em luôn, bữa nay bẩn zin vẫn còn nha anh em. ET anh em ơi, chỉnh xăng lại cái anh em, tắt hoài giờ. Xăng gió lại cái cho nó chuẩn nha anh em, tại khách nó đi không biết á nè, mình phải chỉnh lại hết, nó chỉnh gió chỉnh anti nó chuẩn là nó không bao giờ tắt đâu anh em, hít ra là nổ liền ha, khỏi cần dặn ai dặn ga đâu anh em, xe mà chuẩn á nè nè, chỉ cần nhích ga nổ à, nổ mãi luôn anh em, còn chỉnh không đúng á nó sẽ bị tắt nha anh em ha. Rồi tới cái phần đề theo xe anh em ha, lòng là lòng móc rất đẹp, càng có thai rồi nha anh em, thắng theo xe nè, quá trời dày, lốc đẹp anh em ha, lốc tán còn vàng chưa rửa đó anh em, cao su theo xe vẫn còn ha, chỗ đạp số 10. Các chân chưa mở chưa tháo ha, bô chưa mở ra lần nào luôn, bô zin luôn, máy nổ đó anh em, cầu ET này. Sườn khỏi nói rồi, sườn như mới luôn anh em, sườn như mới không có bị hằn bị chóc. Rồi bô đẹp anh em ha, bô theo xe nha anh em, bô rất là hay, bô như kỳ kiếm. Chuột sao lên móc lên màu luôn, gấp đẹp anh em,
gấp có đắt, có đắt có năm rồi nè. Hai lấy một anh em ha, gấp đẹp nha, không có một xét anh em ha, thật sự đẹp lắm. Các chân sau vẫn còn luôn anh em, sườn gấp trong rồi, sườn anh em. Sườn rất là đẹp. Em nhìn cái mép sườn anh em, đẹp xấu nhìn cái mép quá anh em ơi. Rất là dày anh em ha. Mà đi nhiều nó sẽ bị dợt nha anh em. Ủa, đẹp quá ha. Không phục. Long lanh luôn ha, lên keo luôn anh em. Rồi ba ga sau về. Yeah. Đẹp nha anh em. Còn nguyên hết. Ê, đi chạy chút xíu anh em ơi. Đi chạy nha anh em ha. Chỗ nào chạy không mang quay luôn cho anh em xem ha. Nói chung cản là bị chạy nha anh em. Bị chạy. Máy nổ như không nổ luôn anh em. Chó đèn zin cho anh em ha. Bây giờ anh em. Chó đèn zin, ốc zin chưa mở luôn anh em. Chưa có dấu mở đâu. 40 triệu nha anh em ha, bao hồ sơ, bao ship, bao gửi cho anh em. Cái này niên đâm trùng mã nha anh em ha. Kỳ của đó nè. Đâm sau nè anh em. Niên nè. Câm nè anh em, chưa rửa nha anh em ha. HA nha anh em. Tôi nói là ok ha. Câm theo xe tới giờ, theo xe tới giờ nó rất là ok luôn. Này không có một thịt lủng nha anh em. Những cái niềng zin nó có chấm chấm hột hột anh em. Nó dâm 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 nha anh em ha. Còn niềng mới thì nó sáng lắm. Rồi phục chảy keo luôn anh em ha. Đi phục đẹp. Cái chân sau anh em rất là dày ha, chưa có bị sệ luôn anh em. Nhưng mà bị keo này nó bị thủng rồi ha. Gấp cặp tay đẹp. Quá đẹp ha. Gấp cặp tay quá đẹp, kè cá đuôi cá luôn anh em. Rồi chống đứng, chống đứng zin nha anh em. Số máy 003, tần số thì số si nè, rất là mới ha. Xe đi không nhiều nha anh em, răng còn hết trơn nha, răng cỏ còn hết ha, không có đi nhiều. Rồi gion là như mới luôn, nhưng vết gion là còn xanh lè, chưa rửa anh em. Bình xăng nè, chung dầu nè. Quá trời hai dơ anh chưa rửa nha anh em, xe chưa rửa gì hết. Rất đẹp. Rồi xe này chỉ có mấy cái lỗi thôi anh em ha. Máy thì khỏi bàn rồi. Rửa một cái chịu gì nổi anh em. Trong cái chiếc xe này hiện tại là chỉ có 70 thôi. Anh em về xiên rửa chùi lại nó sẽ lên được hình cỡ thêm 30% nữa là một con xe rất là rực rỡ nha anh em ha. Thì những cái lỗi Hồng An sẽ nói với anh em rồi. Anh em chốt xe này 40 triệu Hồng An sẽ xử lý cho anh em. Thứ nhất là dặm lại cặp lốc. Nếu anh em muốn lốc lửa ha. Dặm nhẹ ra anh em, không cần rã ra đâu ha, dặm lại xử lý lại đẹp. Và bên phần này. Và cặp phục trước thôi anh em, rất là đơn giản. Không có gì ảnh hưởng tới cục máy hay dàn ngoài đâu anh em ha. Để họ đứng sống họ dặm luôn. Đẹp luôn anh em. Vì một chiếc xe cũ thì mình làm như vậy nó sẽ liền xe hơn. Nhưng mà chiếc xe này nó rất là đẹp. Được cái bộ tem, bộ áo, cái hình nó đẹp lắm. Thì mình làm xử lý nó sẽ đẹp hơn. Máy đang nổ rất là ok anh em. Xe này rất là chuẩn luôn cục máy. Quá trời. Nổ nãy giờ không nghe tiếng máy đâu anh em. Xe điện luôn, quá trời cục máy anh em, nhưng mà không biết là tiếng máy nổ luôn anh em ơi. Khủng khiếp,
là nhẹ anh em ha, nhẹ lắm. Ok ha anh em ha. Máy rất là nhẹ nhàng và nó êm máy ha. Đó. Thì những con xe này Hồng An mới dám bao anh em chạy bảo hành anh em 20.000 cây rất là bình thường. Chỉ cần cảm nhận cục máy thôi, anh em cảm nhận nó như một chiếc xe mới vậy anh em. Không có một tiếng động lạ đâu anh em ơi. Đó. Thì mình đã chơi thì chơi cho tới ha. Quan trọng anh em chốt xe phải lựa được những chiếc xe máy chuẩn đi anh em. Trước tiên mình chơi những cái dòng xe mà kém chất lượng, xe cũ. Đã bỏ mẫu thì tốt nhất Hồng An khuyên anh em nên chơi những chiếc xe máy phải ngon, phải chất, phải đỉnh, phải êm, chạy vẫn còn bốc, thì mình chơi những con xe đó mình có đổ thêm đồ vô, mình trang trí, mình thay thế những cái phụ tùng anh em đó. Đồ thì phụ tùng Hồng An cũng có đăng trên cái một cái clip rồi nha anh em ha, tất cả phụ tùng các đời xe quay rim, quay thái, quay pha, thứ chờ một, thứ chờ neo đều có bán hết, anh em yên tâm về cái phần phụ tùng không có thiếu đâu anh em. Anh em đến với kênh xe máy Hồng An, riêng ai nha, đi Hồng An sẽ lựa cho anh em những cái món hàng, những cái sản phẩm được chọn lựa đẹp nhất, chất lượng nhất cho anh em về thay thế vô chiếc xe cưng xế yêu của mình, cho nó được một cái xe nó hoàn hảo ha. Nói chung giá thành thì nó sẽ cao hơn những cái sản phẩm mà không được đẹp, thì cái giá trị của nó gắn lên chiếc xe nếu không được đẹp nó sẽ khác. Và Hồng An bán cho anh em những cái sản phẩm là được chọn lọc, tự Hồng An chọn lọc cho anh em, lựa cho anh em những cái sản phẩm, những cái linh kiện, những cái phụ tùng thay thế vào một chiếc xe nó là tương đối là hàng đẹp nhất, chuẩn nhất. Và những cái sản phẩm mà không được đẹp Hồng An cũng không có bán cho anh em đâu anh em ha. Hẹn những cái sản phẩm sau mà có chất lượng đẹp nhất thì Hồng An sẽ bán cho anh em. Còn anh em hiện tại nếu mà có sản phẩm đẹp nhất thì Hồng An sẽ lựa cho anh em, cảm thấy hợp lệ đẹp thì Hồng An sẽ bán cho anh em, giao ship tận giường tận răng cho anh em luôn ha. Và những sản phẩm mà không được đẹp thì hẹn anh em khi khác, dịp khác, khi ông anh mình có những cái sản phẩm đẹp hơn, rã được những chiếc xe đẹp thì Hồng An sẽ lúc đó sẽ báo cho anh em biết là mà đã có sản phẩm mình chuẩn bị, mình chốt cái sản phẩm đó thì Hồng An sẽ báo cho anh em, anh em chịu khó đợi ha. Đó, thì xe này là một con xe nói chung thì được cục máy, mình chơi những cái dòng mà đã bỏ mẫu thì quan trọng là lựa cục máy đi anh em. Cục máy nó êm, nó ái, nó chạy nó sướng lắm. Còn những cái phụ kiện linh kiện anh em bỏ chừng dài gì dài chịu ra thôi là nó đẹp liền anh em đó. Nhưng mà đến với kênh Hồng An thì anh em yên tâm, Hồng An sẽ lựa cho anh em những cái sản phẩm mà theo xe hàng rã đẹp nhất, để anh em mình chơi được những con xe về mình thay thế nó chuẩn theo một cái chất xe zin anh em. Chứ mua những cái sản phẩm mà không đúng hàng thì gắn vô xe nhìn nó kỳ lắm, vừa tốn tiền và nó không được bắt mắt, không được liền đồ anh em đó, rất là phí. Đó, nhưng mà trước tiên là phải lựa được những chiếc xe máy đỉnh đi, máy êm, máy chất thì anh em chạy thêm 5-10 năm nữa nó vẫn đẹp anh em đó. Thì mình chịu khó mình thay những cái món hàng đúng chất lượng vô một chiếc xe nó chuẩn thì anh em chạy thêm 5-10 năm thì cái giá trị lúc đó xe nó cũng lên anh em. Cục máy mà zin là giá trị nó vẫn lên đó. Chứ xe cục máy mà nó nhão, nó kêu, nó hú, nó rè thì anh em bán rất là lỗ ha. Kể cả cái người thu lại, cửa hàng thu lại anh em rất là rẻ bèo luôn anh em đó. Nhưng mà anh em giữ được cục máy nguyên, chưa chạm, máy êm thì cửa hàng họ sẽ thu lại anh em một cái giá cũng tương đối là tốt anh em. Vì họ bán ra cũng dễ nên anh em ha. Máy êm, máy chất thì họ bán cho những anh em khác họ chơi cũng giá thành nó cũng cao. Còn những cục máy mà rã, rượu, rạo thì họ không dám thu đâu. Thu anh em một cái giá rất là rẻ vì họ bán cho những anh em khác á, cái giá trị nó cũng rẻ theo anh em ha. Rồi, thì clip cũng đã dài rồi nha anh em. Số điện thoại xe máy Hồng An ha. Anh em nhớ đăng ký kênh, và nó nếu mà có nhu cầu mua những cái hàng rã theo xe chất lượng được Hồng An tự Hồng An đi sàng lọc chọn cho anh em thì anh em ủng hộ dùm Hồng An nha. Hôm nay cũng chốt được dài ba đơn anh em, tôi rằng mới làm một cái clip mới bán phụ tùng ha, mà Hồng An cũng được những anh em cũ á ủng hộ được dài ba đơn, nói chung cũng như vậy là cũng là quý rồi anh em. Là hàng đẹp mà Hồng An cũng cố gắng lựa, chứ những cái hàng mà không đẹp Hồng An cũng không dám hứa anh em. Khi mình hàng mình bán hàng ra là hàng phải lựa, phải
sàng lọc cho nó đẹp, thật là đẹp, Hồng An mới ship cho anh em được ha. Những sản phẩm mà không chưa có nhu cầu, sản phẩm không có đạt chất lượng, anh em có chốt Hồng An cũng không có giao đâu anh em. Hôm anh em mình hiểu nha, cũng chốt được vài đơn, anh em thân thiết, bạn bè đã từng ủng hộ mua xe Hồng An, đã ủng hộ vài ba đơn hàng. Cũng cảm ơn anh em đó đã ủng hộ Hồng An ha, cùng đồng hành với Hồng An trong một quãng đường rất là dài ha, trên cái kênh. Rồi, số điện thoại của xe máy Hồng An nha anh em. Zalo. Và nói chung là anh em đặc biệt nhớ nha, một điều, nếu Hồng An mà có ship xe, có ship đồ phụ tùng cho anh em, Hồng An trước khi gửi, Hồng An sẽ chụp những cái hình ảnh chi tiết món hàng đó cho anh em mình xem rất là kỹ. Nếu anh em mình nhận món hàng đó mà không có đúng theo cái hình ảnh, anh em cứ trả hàng lại cho Hồng An. Hồng An hoàn tiền đủ 100%, không thiếu 1.000 cho anh em đâu ha. Vì Hồng An trước khi gửi, Hồng An cũng sẽ lưu lại hình ảnh rồi. Những cái sản phẩm nó bị chày ở đâu, lỗi ở đâu, mớp ở đâu, Hồng An sẽ lưu lại và gửi cho anh em mình biết cái hình ảnh đó nó là như vậy. Sản phẩm anh em chốt nó đã là như vậy, anh em chốt thì những cái sản phẩm đó sẽ y như trong hình ảnh thôi, không có khác. Nếu mà có khác thì anh em có quyền trả lại món hàng đó, anh em không cần lấy nữa thì Hồng An sẽ trả đủ tiền, hoàn đủ tiền cho anh em, không thiếu 1.000 đâu anh em. Đó. Anh em yên tâm về cái phần sản phẩm nha. Ha. Và những sản phẩm mà bao anh em ráp lên, nếu mà đã ráp lên mà hú nồi hú nhông đó, anh em được quyền trả hết nha anh em. Đã hàng Hồng An bán cho anh em là bao ráp những cái bộ nồi là không có hú nha. Bất tông bạc là không ra khói, những cái bộ đầu lòng không ra khói, không có hú nồi. Nếu mà anh em ráp lên mà nó hú nồi nữa hoặc nó ra khói, anh em được quyền trả cho Hồng An. Hồng An sẽ hoàn tiền đủ cho anh em 100% những cái sản phẩm mà Hồng An tự Hồng An đã bán cho anh em ha. Trách nhiệm của Hồng An là phải cam kết sản phẩm của mình bán là phải đạt chuẩn chất lượng nhất nha anh em. Rồi, bye bye cả nhà. Bye bye.